Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, sáng nay tại tỉnh Quảng Trị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Vông Khăm Phô Mạ Còn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm hợp tác biên phòng. Triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào năm 2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác biên phòng. Qua 3 năm thực hiện thỏa thuận, hai bên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như phối hợp chặt chẽ, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh và duy trì trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới mỗi nước, tổ chức gần 2.500 lần tuần tra chung với gần 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ của hai bên tham gia, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm và phòng chống dịch COVID-19, triển khai mô hình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam với các đại đội bộ đội biên phòng Lào, kết nghĩa hơn 100 cặp cụm dân cư hai bên biên giới. Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Vông Khăm Phô Mạ Còn đã đánh giá cao việc thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng và thống nhất trong thời gian tới hai bên tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới phát triển thực chất hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu toàn diện, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới đã ký kết giữa hai nước. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, hôm nay ngày 11 tháng 12, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sẽ diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm hợp tác biên phòng và đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ hai. Để chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng này, những ngày qua, các cơ quan, đơn vị quân đội và cấp ủy chính quyền tỉnh Quảng Trị đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh và an toàn gắn với phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào thị trấn Lao Bảo và khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, hạn chế hoạt động tập trung đông người không cần thiết, đảm bảo 100% lực lượng tham gia phục vụ người dân địa phương trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào năm 2021 được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào phối hợp tổ chức nhằm góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Văn Na Khệt, Lào. Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đã thống nhất lựa chọn tỉnh Quảng Trị, mảnh đất ghi dấu tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt của quân và dân hai nước trong lịch sử, để lần đầu tiên tổ chức chương trình giao lưu cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Tôi đang có mặt tại quốc lộ 9, con đường ghi dấu tình cảm đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Hơn 50 năm sau ngày chiến thắng đường 9 Nam Lào, ít ngày tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào sẽ tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng và phát triển kinh tế ở hai vùng biên giới Việt-Lào. Ông Nguyễn Cừ hiểu rõ sự thay da đổi thịt của mảnh đất và con người nơi đây. Lên đây xây dựng kinh tế quê hương mới thì tương đối là vững, hiện nay là phát triển rất cao, rất là tuyệt vời vì cửa khẩu là phát triển của hai nước Việt Nam và Lào. Hai bộ quốc phòng mà giao lưu như vậy là coi cùng có ích lợi cho nhân dân cửa khẩu quốc tế và là đi qua lại để làm ăn được. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế giữa quân y hai nước Việt Nam Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối. Vào sáng nay tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, quân y hai nước Việt Nam Trung Quốc đã tổ chức bế mạc diễn tập chung. Diễn tập chung quân y quân đội hai nước Việt Nam Trung Quốc đã khẳng định sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thể hiện khả năng chuyên môn của quân y hai nước trong cứu trợ y tế, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân đạo. Qua diễn tập đã kiểm chứng được khả năng điều phối các lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa quốc tế, công tác phối hợp hiệp đồng, bảo đảm của lực lượng quân y hai nước khi làm nhiệm vụ quốc tế, thống nhất quy trình tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển, thu dung, cấp cứu người bị thương, bị nạn về các cơ sở điều trị theo phân cấp. Diễn tập là dịp để quân y hai nước giao lưu, nghiên cứu, học tập lẫn nhau về công tác tổ chức cũng như các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời mở ra một chặng đường hợp tác mới cho quân y hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, hai nước phát triển ổn định, bền vững, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về một biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, xuất cảnh trái phép sang Lào.
Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện hồ sơ xuất cảnh sang Lào của 50 công dân Việt Nam do Phạm Quốc Hoàng Vũ, sinh năm 1969, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu làm thủ tục có biểu hiện nghi vấn làm giả. Lực lượng biên phòng lập tức bắt giữ đối tượng này. Bước đầu, Vũ khai nhận khi biết được nhiều người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Lào lao động phổ thông nhưng không thuộc đối tượng được phép nhập cảnh Lào, Vũ đã câu kết với một số đối tượng sử dụng công nghệ làm giả hồ sơ, giấy tờ, xin cấp visa để tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Lào và thu mỗi người từ 19 đến 21 triệu đồng. Với phương thức này, Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ của cơ quan chức năng để đưa nhiều người xuất cảnh trái phép sang Lào. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tiếp nhận lô hàng là áo phao cứu sinh đa năng do đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacop hỗ trợ. Trong đó, 1.000 bộ áo phao cứu sinh được trao tặng cho Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, 500 bộ được dành tặng Quân khu 7 và 500 bộ cho Quân khu 9 với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Những món quà này không những trực tiếp góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và hoạt động trên biển, mà còn là nguồn cổ vũ động viên đối với cán bộ chiến sĩ Cục Dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân khu 9 nói chung, đặc biệt là các hải đội dân quân thường trực thuộc Quân khu 7 nói riêng. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân ở các địa phương, hôm nay tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Phú Yên tổ chức thăm tặng quà cho 6 địa phương của tỉnh Phú Yên gặp khó khăn do dịch COVID-19 và bị ảnh hưởng do đợt mưa lụt vừa qua. Theo đó, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao 300 phần quà cho 6 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Phú Yên, gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, huyện Tuy An, huyện Tây Hòa, huyện Phú Hòa, mỗi địa phương 50 phần quà, trị giá mỗi phần là 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và các hiện vật là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 gửi đến bà con tỉnh Phú Yên gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 và bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt vừa qua. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ gặp mặt tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống lũ lụt năm 2020. Trong trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2020, 22 cán bộ chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong số đó có 6 liệt sĩ là con em quê hương Hà Tĩnh. Tại buổi lễ gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự xúc động trước những nỗi đau mất mát của thân nhân các liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ luôn quan tâm tới các chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, noi gương các anh hùng liệt sĩ để chăm lo cuộc sống gia đình, đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 6 sổ tiết kiệm cho 6 gia đình thân nhân liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, mỗi sổ trị giá 100 triệu đồng. Trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 12, Bệnh viện Quân y 354 phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách và thầy trò hai điểm trường tại xã Cao Thăng và xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đến với các xã đặc biệt khó khăn này, những phần quà thiết thực đã được trao tận tay người dân, chủ yếu là đồng bào Tày và Nùng. Hơn 3 tấn gạo, 300 chăn ấm, 360 suất thuốc cùng nhiều phần quà đã được cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trao tặng các đối tượng chính sách và nhân dân các dân tộc xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, đoàn công tác không tổ chức khám bệnh tập trung mà đến từng nhà các hộ dân cần sự hỗ trợ. Cùng với đó, tại xã biên giới Đàm Thủy, đoàn đã tặng hơn 200 áo đồng phục và 200 chăn ấm, 100 khay ăn và đồ chơi, gần 50 suất quà cho học sinh tại điểm trường mầm non Cốc Ri và tiểu học Quan Lung.
Cũng tại hai điểm trường, đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng sách và tiền mặt trị giá 50 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trong 2 năm qua đã tác động lớn đến hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ. Tuy nhiên, trong khó khăn ấy, nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lại tìm được hướng đi cho riêng mình. Nhờ chủ động áp dụng công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại điện tử và chuyển đổi số, giá trị xuất khẩu của nhà máy trong năm 2021 vượt chỉ tiêu 2.200 tỷ đồng. Với trên 90% giá trị sản xuất của nhà máy Z176 là hàng kinh tế xuất khẩu, khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, dù chưa thể xuất kho ngay, nhưng không khí sản xuất của nhà máy vẫn diễn ra sôi động. Bình quân mỗi tháng, nhà máy vẫn tiếp nhận 500 đơn hàng. Điều đáng nói là ở thời điểm khó khăn nhất, cả xã hội thực hiện giãn cách, hoạt động giao thương giữa các nước bị hạn chế, thì Z176 lại nhận được những hợp đồng xuất khẩu lớn. Là riêng xuất khẩu chúng tôi đã đạt vượt chỉ tiêu là được 2.200 tỷ so với cái dự kiến, tức là vượt chỉ tiêu 2.200 tỷ. Đó là một con số tôi cho rằng là khá là ấn tượng. Mặc dù là dịch bệnh thì nó sẽ hạn chế rất nhiều các cái điểm, ví dụ như là các cái kiểm tra giám sát của khách hàng, mà khách hàng của chúng tôi thì tương đối là một trong những khách hàng khó tính. Nhưng mà qua việc chuyển đổi số, chúng tôi tiếp cận rất là nhanh. Nhà máy chúng tôi có những các cái việc mà không có thể nói là không phải là năm nay, mà cách đây khoảng 4 năm chúng tôi đã có bắt đầu để xây dựng cái nền tảng số. Nhà máy Z176 đã có sự chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin, lựa chọn nền tảng công nghệ, chuẩn hóa, số hóa các quy trình và chủ động bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Năm 2021, nhà máy đã vận hành hệ thống chuyển đổi số trong quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý nhân sự, chấm công tự động, quản lý khách hàng. Hiệu quả và năng suất lao động tăng từ 5 đến 7% so với trước. Trong thời gian đại dịch Covid vừa qua thì nhà máy cũng đã sử dụng các cái hình thức về online rất là nhiều, cũng như là các cái hệ thống chuyển đổi số, các cái phần mềm quản lý. Thì Ban Công nghệ Thông tin thì cũng đã phải rất là tập trung và kiểm soát về cái mặt các cái thiết bị. Tất cả những cái thiết bị nào mà quan trọng thì Ban Công nghệ Thông tin sẽ phải tập trung để bảo dưỡng cũng như là xử lý các sự cố ngay khi mà có vấn đề để duy trì cái việc mà làm việc trực tuyến được liên tục thông suốt và không bị ngắt quãng. Áp dụng triệt để nền tảng công nghệ thông tin, năm 2021, nhà máy Z176 đã nghiên cứu thành công 34 sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ quốc phòng và khẳng định năng lực sản xuất các mặt hàng kinh tế xuất khẩu. Trong bối cảnh dịch bệnh, để tiếp cận thị trường, nhà máy đã chủ động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm trên không gian mạng, qua trang website, fanpage và tham gia sàn thương mại điện tử Alibaba, nên nhiều sản phẩm mới như khẩu trang, ba lô, lều đã nhanh chóng tìm kiếm được đối tác và xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Các sản phẩm được đẩy trên các trang web cũng như là fanpage liên tục là đưa ra các bài viết về tính năng, về sản phẩm, công dụng của sản phẩm để làm sao mà lan tỏa được, tăng cái lượng tương tác để người tiêu dùng cũng như là các đơn vị có thể tiếp cận được với Z176 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất cũng như là thông tin được cập nhật chính xác và đầy đủ nhất. Còn 20 ngày nữa là kết thúc năm 2021, nhưng theo tính toán của nhà máy Z176, giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước 49.369 tỷ đồng. Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động được bảo đảm. Bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng một người một tháng, tăng 105% so với năm 2020. Với việc số hóa các sản phẩm và chủ động xúc tiến thương mại điện tử, hiện nhà máy đã sẵn sàng cho một chiến lược sản xuất kinh doanh an toàn cho năm 2022 và những năm tiếp theo.